28. Ngoài ra gần đây, tập đoàn Phong Thị đã đầu tư khoản tiền lớn vào mấy công ty Unicorn trong nước. Mấy công ty này mà thành công lên sàn chứng khoán ở Mỹ, thì tài sản trong nước của tập đoàn Phong Thị sẽ có thể được chuyển đi một cách đàng hoàng. Đội trưởng Tiêu, người ta làm như vậy, chẳng phải những việc trước đây chúng ta làm đều vô ích rồi sao? Cho nên phải nhanh chóng tìm thấy chứng cứ phạm tội của chúng, tranh thủ thời gian, tăng tốc độ. Công ty Unicorn. Xí nghiệp Unicorn là gì? Anh có biết không? Hình như trước đây Phong Tiêu Thanh đã nói với tôi về chủ đề tương tự. Không để ý cho lắm. Unicorn Kỳ Lân là một sinh vật trong thần thoại vô cùng quý hiếm. Xí nghiệp Unicorn là một khái niệm mới mà nhà đầu tư mạo hiểm Onlyly đã đặt ra vào năm 2013. Nói đơn giản, chính là những xí nghiệp được thành lập trong vòng 10 năm có giá trị hơn 1 tỷ đô la Mỹ, có vốn đầu tư sở hữu tư nhân và chưa được lên sàn chứng khoán. Chuyện này thì liên quan gì tới tập đoàn Phong Thị? Mấy năm nay, Phong Thị lần lượt cho dừng những dự án đang xây dựng và mới xây dựng ở trong nước, phần lớn tiền vốn thông qua phương thức đầu tư đối ngoại chảy ra nước ngoài. Có lẽ bộ phận quản lý giám sát đã phát hiện ra sự bất thường về mặt này, cho nên nửa năm trước đã chặn con đường chuyển tiền ra nước ngoài. Ba quý tiếp sau đó, Phong Thị đã đầu tư vào mấy chục xí nghiệp Unicorn. Tốc độ và quy mô của chúng đều rất không bình thường, mà tất cả những chuyện này phải chờ đến tháng 4 năm sau thì thị trường mới biết được. Sự chênh lệch thời gian này cũng sắp xếp quá hợp lý. Vậy Phong Thị đầu tư vào công ty Unicorn như vậy, thế tại sao tiền lại chạy ra ngoài được? Đầu tiên, trong nước họ dùng nhân dân tệ đầu tư vào các xí nghiệp Unicorn. Sau khi những xí nghiệp này lên sàn chứng khoán ở nước ngoài thì sẽ tính bằng đô la Mỹ. Thứ hai, sau khi công bố báo cáo trong quý, sẽ có thời gian trống nửa năm. Trong thời gian này, sẽ không ai biết về hoạt động tài vụ. Đợi đến khi mọi người nhận ra, Phong Thị đã da sầu thoát xác từ lâu rồi. Unicorn gì đó dễ dàng lên sàn chứng khoán ở Mỹ vậy sao? Ngân hàng đầu tư nước ngoài đâu có ngồi không? Đương nhiên, vẫn phải bỏ tiền hối lộ. Vào đi. Anh, tan làm được chưa vậy? Cậu đến tìm tôi để hỏi, cậu có thể tan làm được chưa sao? Đây là ngày đầu tiên đi làm, tôi thật sự thấy hơi lạ lắm. Tôi thấy giờ tăng ca đã qua lâu vậy rồi. Bên bộ phận hoạt động của bọn tôi toàn tăng ca, tôi đi thẳng thì cũng không hay cho lắm. Nhưng tôi ở lại cũng không biết phải làm cái gì. Vậy cậu về đi. Được ạ. Của tôi. Alo, Phong tiên sinh, có tiện nói chuyện không? Tiện, nói đi. Chuyện chú Hai giao, nói là trong xưởng có người tiếp ứng, kho vật liệu, có sẵn đồ. Tôi đến đó chỉ để châm mồi lửa thôi. Tôi thật sự không biết sao họ lại làm như vậy. Tôi nghĩ tôi vẫn phải báo trước với anh một tiếng, nghe xem ý của anh như thế nào. Phong tiên sinh, cứ làm như ông ta nói đi.
Chúng ta đi thôi. Anh, hôm nay tôi đã gọi cho anh Thương và các anh em đến tụ Kim Tiêu tụ tập. Anh với chị Kha cũng đi chung đi. Hôm nay là ngày quan trọng trong đời tôi, ý nghĩa to lớn, mời mọi người đến cùng chung vui. Có hứng thú không? Có muốn đi chơi chung không? Đi đi. Sếp Mạnh mời, thì dù thế nào cũng phải đi góp vui. Đừng nói sếp Mạnh nữa. Đây là cố ý chọc tôi mà. Tiểu Vũ là được rồi. Thân thiết bao nhiêu, phải không chị dâu? Đi. Mau lên. Đi. Lần này chất lượng rượu thế nào? Không vấn đề. Chỗ chúng ta chưa bao giờ nhập rượu giả. Phản ứng của khách thế nào? Rất tốt. Không có ai phản ứng là có vấn đề gì hết. Mỹ Nam, vậy thì được. Có chuyện gì? Phòng lớn trên lầu đang trống. Có phải là Phong tiên sinh sắp tới hay không? Phải. Cô là fan của Phong tiên sinh sao? Đương nhiên rồi. Phong tiên sinh có tiền, lại đẹp trai, bá đạo lạnh lùng, rất có khí chất chủ tịch, là cực phẩm nhân gian đấy. Mấy cô gái như cô nông cạn, Phong tiên sinh sẽ không thích kiểu người như cô đâu. Đi làm việc đi. Chu Địch, tôi nói cô nghe, cô mà muốn đi theo Phong tiên sinh này cũng không phải không thể. Tôi nói cô biết, bạn gái trước đây của anh ấy từng làm ở chỗ chúng ta. Không phải chứ? Trên báo nói bạn gái của anh ấy là giáo viên đại học. Cô xem cô vẫn không tin sao? Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy bị anh dao nhọn đánh đập. Là anh Tiểu Vũ đưa cô ấy tới bệnh viện đấy. Nói giới dẫn gì vậy? Đừng có kiếm chuyện vào người. Quản lý, Phong tiên sinh đến rồi. Biết rồi. Tôi nói cậu nghe, Phong tiên sinh tới rồi. Hai người đừng nói lung tung, đừng kiếm chuyện cho tôi. Cảm ơn nhé. Không có gì.
Thời gian cháy vào khoảng 11 giờ tối hôm qua. Nguyên nhân cháy không rõ, nhưng ngọn lửa lan rộng rất nhanh và nhanh chóng khiến vật thể không xác định bị nổ. 11 giờ 28 phút, đội phòng cháy chữa cháy chạy đến sau khi nhận được điện thoại báo cháy của cư dân. Nhưng vì gần đó có khu nhà xưởng thi công trái phép khiến ống dẫn nước bị hỏng, khiến trụ cứu hỏa ngoài xưởng không thể cho nước, đội phòng cháy chữa cháy chỉ có thể tìm nguồn nước khác. Nhà xưởng rộng 1.500 m², diện tích cháy khoảng 600 m². Nhân viên chữa cháy nói, điểm xuất phát của ngọn lửa là ở nhà xưởng số 3, hiện chưa rõ nguyên nhân cháy và vẫn đang điều tra, chưa phát hiện có chuyện nhân viên bị thương vong. Bây giờ xung quanh nhà xưởng đang tiến hành làm rõ tổn thất tài sản. Theo cư dân lân cận, khoảng 11 giờ tối qua, bỗng nghe tiếng nổ mạnh. Theo một nhân chứng phân tích, có lẽ là hỏa hoạn đã khiến rất nhiều bình ắc quy năng lượng mới để trong xưởng bị cháy nổ. Xưởng xe năng lượng mới Áo Tân này trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Phúc Phong Thị, cũng là xí nghiệp trọng điểm dưới trướng tập đoàn Phong Thị. Không lâu trước đó, xe Áo Tân vừa tiến hành cho đặt trước xe mới quy mô lớn. Anh biết trước sau. Phong lão gia làm sao? Chứ sao nữa? Lại dùng cách giết được 1.000 kẻ địch, tự làm tổng thất của mình tới 800 này. Không chừa cho mình chút đường lui nào hết. Xem ra người phải đối phó không chỉ có chúng ta. A Cương, chủ tịch, phóng viên đã chặn cửa vào tập đoàn rồi. Bây giờ anh mà ra ngoài nhất định sẽ bị cản lại, hỏi này hỏi nọ đấy. Anh xem thời sự chưa? Đang yên lành mà cháy to vậy. Thế này thì tổn thất bao nhiêu tiền chứ? A Cương, cậu lái xe của tôi ra ngoài trước đi. Tiểu An đi theo, dụ bọn phóng viên đi, dẫn chúng nó đi dạo mát. Tôi ngồi xe của cậu ra ngoài. Dân, tôi cũng nghĩ như vậy. Mau lên. Alo, Phó Chủ tịch tỉnh Đường, chào ngài, là tôi. Dân, tôi sẽ nói chuyện với tập đoàn Phong Thị. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định làm việc cẩn thận. Ban đầu tôi cũng nghĩ để đồng chí khác đi nước ngoài khảo sát thay tôi. Tôi cũng bận thật sự ấy. Dân, tôi hiểu. Xin lãnh đạo yên tâm. Dân, tạm biệt Phó Chủ tịch tỉnh Đường. Có phải chuyện đi nước ngoài khảo sát hay không? Chúng ta không ra được rồi. Cái lão cáo già họ Phong đó làm việc tuyệt tình quá. Cho dù không có mồi lửa Phong Dũng này, chúng ta cũng không thể ra được. Chỉ là lý do này càng trọn vẹn hơn thôi. Sơ ý quá rồi. Thế bây giờ phải làm sao? Anh đừng quản. Bây giờ không ra được, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Anh đi đi. Điềm tĩnh một chút, đừng có sụ ra mặt. Dân.
đội cứu hỏa. Sau khi nhận được thông báo cứu hỏa, nhanh chóng khởi động cứu hỏa ứng phó khẩn cấp, triển khai xử lý dập tắt lửa. Bộ phận cứu hỏa phái nhiều xe cứu hỏa dập lửa, mau chóng tới hiện trường tiến hành dập lửa. Trải qua thời gian nửa tiếng đã dập được ngọn lửa lớn, có hiệu quả khống chế tình hình hỏa hoạn. Đứng lại, ai cho cô vào? Xin chào, tôi là phóng viên của báo Kinh tế Tài chính, tôi muốn hỏi một chút. Dừng, mời cô ra ngoài. Mời cô rời đi, xin lỗi. Nơi cháy nằm ở nhà xưởng số 3, vẫn chưa rõ nguyên nhân cháy, vẫn đang trong quá trình điều tra. Phóng viên Liên, lúc này cô gọi cho tôi không phải là để hỏi thăm đó chứ? Tôi muốn hỏi anh, anh cho rằng nguyên nhân cháy có thể là gì? Xin lỗi, bây giờ tôi không có cách nào trả lời câu hỏi của cô. Nếu như tôi biết nguyên nhân cháy thì sẽ không có vụ cháy lớn này, xảy ra chuyện như vậy trong lúc này anh lại có hơi khó giải quyết. Cô chú ý an toàn ở hiện trường nhé. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Còn muốn xử lý thế nào? Xử lý thế nào? Muốn đốt thì bố sớm đã đốt rồi. Bây giờ đốt thì còn ý nghĩa gì nữa? Con khổ sở cả buổi mới giải quyết được mấy tên nhà báo đó, bố lại dùng thủ đoạn như vậy rồi. Chơi con sao? Sự việc đột nhiên thay đổi, tuy rằng không nỡ, nhưng vì nghĩ cho đại cục thì không thể không làm được. Bố không thể không làm được. Thế con thì sao? Xưởng xe hơn 10 tỷ trong một đêm đã cháy rụi rồi. Thân là chủ tịch tập đoàn Phong Thị, con cũng phải chặn cửa phóng viên từ mọi nẻo. Vậy cũng phải có lời giải thích cho những khách hàng đã rút tiền ra để đặt xe chứ. Thiên tai tới, con người chịu nạn, không thể chống lại được. Chẳng ai có thể dự đoán trước được cả. Còn về đám phóng viên và khách hàng, công ty có thể mở cuộc họp tiếp phóng viên, nói rõ với đại chúng, sau 3 tháng chúng ta sẽ bàn giao xe mới đúng kỳ hạn, đều được sản xuất với dây chuyền sản xuất của xưởng xe nước Đức, nhập khẩu cả xe, chất lượng sản phẩm cao hơn. Bố từng nói, chỉ cần vượt qua ải khó trước mắt, làm ổn định lòng tin của nhà đầu tư và nhà cung cấp. Sau 3 tháng, Phong Thị chúng ta sẽ hồi sinh từ cái chết. Sau 3 tháng, hoặc là ngắn hơn, phần lớn tài sản Phong Thị sẽ tẩu tán ra nước ngoài. Đó có thể không chỉ là 1 tỷ, 2 tỷ thôi đâu. Được, thế chúng ta cứ đợi xem 3 tháng sau sẽ có kết quả thế nào. Là thuốc có 3 phần độc, thông thả vào. Vì cô nói trúng hết rồi. Đối với chúng ta mà nói thì đây cũng là cơ hội. Phong lão gia nói sau 3 tháng xưởng xe nước Đức sẽ cung cấp hàng, chắc chắn là nói dốc. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Cứ làm theo những gì ông ta nói trước đã. Anh về đây.
Chúng ta luyện tập làm thế nào để trả lời câu hỏi của đám phóng viên. Nguyên nhân cháy lần này hoàn toàn do vấn đề quản lý an toàn của tập đoàn, đã xuất hiện lỗ hổng vô cùng lớn. Tập đoàn sẽ chịu mọi trách nhiệm, tuyệt đối không tìm lý do nào để thoái thác. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp tiến hành điều tra với bộ phận công an cứu hỏa, đồng thời mở rộng mọi con đường, hoan nghênh các bạn phóng viên vào trong đưa tin. Các ủy ban có liên quan vừa phát thông báo điều tra chuyên mục về xe hơi năng lượng mới. Phong Thị đã có một vụ cháy to như vậy. Đúng là cháy đúng lúc thật đó. Đó là do chúng thật sự hết cách, cùng đường bí lối rồi. Đây là một phần đột phá. Chúng ta nên thắt chặt hơn nữa. Cùng đường bí lối vẫn chưa đủ. Chúng ta phải dồn tới mức chúng nó chó cùng giật dậu, bí quá quá liều, lộ ra càng nhiều sơ hở. Tiếp theo là mục đưa ra câu hỏi. Gần đây có tin đồn nói rằng kỹ thuật ô tô áo tân là giả, áo tân chỉ là chiếc vỏ rỗng để lừa đảo. Xin hỏi, anh giải thích như thế nào? Tôi nghĩ vấn đề này không cần giải thích. Giả hay không, chúng tôi sẽ dùng thật sự để nói. Ở đây tôi tuyên bố, nếu tất cả khách hàng từng giao tiền đặt cọc, không tín nhiệm chúng tôi, có thể đến cửa hàng bất cứ khi nào, chúng tôi sẽ trả lại số tiền đặt cọc. Đối với khách hàng tin tưởng chúng tôi có thể đưa ra lời hứa, sẽ bàn giao xe đúng thời hạn. Câu hỏi tiếp theo. Xe hơi năng lượng áo tân được bán trước vụ cháy, nhưng dây chuyền sản xuất của xưởng xe lần này tổn thất nghiêm trọng trong vụ cháy. Tôi muốn hỏi sau 3 tháng, quý công ty lấy gì để giao xe? Cảm ơn câu hỏi của cô. Câu hỏi của cô chính là vấn đề mà chúng tôi tổ chức cuộc họp báo, mục đích là nằm ở đó. Ở đây tôi đại diện công ty hữu hạn cổ phần Phúc Vĩnh Phong Thị chính thức tuyên bố, tất cả xe hơi năng lượng mới áo tân đã được đặt trước đều được đổi sang sản xuất bởi dây chuyền sản xuất châu Âu của Phong Thị. Nếu giao xe muộn một ngày, chúng tôi sẽ trả lại 10% số tiền xe. Nếu như giao muộn 2 ngày, sẽ trả lại 20% số tiền xe. Từ đó suy ra. Câu hỏi tiếp theo. Về khi nào vậy? Về được 2-3 ngày rồi. Đã không sao nữa rồi. Chỉ là có chút không quen. Thế thì tốt. Tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Ở trên đang có cuộc họp phát tin mới, sắp kết thúc rồi. Đúng rồi. Sau này bớt liên lạc lại nhé. Con người anh ấy tính cách tàn bạo lại rất dễ ghen. Biết rồi lại lôi thôi. Quanh quanh. Có vài chuyện anh vẫn luôn không nghĩ ra được, cho nên liền về hỏi em. Có chuyện gì? Có phải Phong Tiêu Thanh uy hiếp em không? Tôi đã nói rồi, không có. Em nói thật với anh được không? Tôi vẫn luôn nói sự thật với anh rồi. Không, em luôn lừa anh.
Đúng, em có tính cạnh tranh hiếu thắng, nhưng em tuyệt đối không tham hư dinh, cậy giàu có. Nếu em thật sự là loại người đó, căn bản em không thể vào trường đại học làm một giảng viên. Dương Vũ Trạch, lúc đó anh bị em chọc tức, nhất thời mới bị em lừa. Em sợ thân Thế Kiệt như vậy, em căn bản không thể yêu một Phong Tiêu Thanh giống như hắn như thế. Rốt cuộc em giấu anh chuyện gì? Lẽ nào thật sự như em nói, Phong Tiêu Thanh thật sự chính là thân Thế Kiệt? Lời tôi nói ra lúc bệnh mà anh cũng tin sao? Anh tin chứ? Chỉ cần là do em nói, anh đều tin. Tôi đã nói rồi, tôi không còn yêu anh nữa. Tôi đã yêu Phong Tiêu Thanh, tại sao anh không chịu tin? Bởi vì em từng yêu anh. Anh biết em yêu một người là cảm giác gì. Quánh Quánh, em có thể tin anh một chút được không? Đừng có chuyện gì cũng đều tự mình gánh vác. Anh không cần em giấu giếm, không cần em bảo vệ. Anh là một người đàn ông, anh muốn bảo vệ em. Cảm ơn mọi người. Do vấn đề thời gian, họp báo truyền thông lần này đến đây kết thúc. Cảm ơn Chủ tịch Phong Tiêu Thanh, cũng cảm ơn các phóng viên đã tới đây. Cảm ơn. Hà Quánh đâu? Vừa nãy còn nhìn thấy chị ấy trong hội trường. Giám đốc Mạnh, anh làm gì vậy? Xong rồi, chạy rồi. Tôi nói này thư ký An, anh xuất hiện không đúng lúc. Tôi đang xem kịch đấy, anh hét một tiếng dọa người ta chạy rồi. Tan họp rồi, chủ tịch đang chờ anh đấy. Chờ tôi sao? Được, vậy thì đi thôi. Mau chóng đi đi. Tôi nói anh cả ngày cứ lén la lén lút xem kịch thôi. Ai lén la lén lút chứ? Tôi hút điếu thuốc đã. Anh, cậu ở đó làm gì vậy? Tôi suy ngẫm qua đó hút điếu thuốc. Không phải, trùng hợp gặp phải một đôi yêu đương quan giả đang ở đó diễn kịch tình cảm. Tôi đang nghe say mê. Thư ký An hay lắm, hét một tiếng dọa người ta chạy mất. Xong, hết kịch để xem rồi. Có nhìn thấy chị Kha của cậu không? Nhìn thấy. Hình như đi bên đó rồi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tôi... Đi rồi. Mau chóng đi đi. Anh ta đang tìm cô khắp nơi đấy. Tại sao lại giúp tôi? Nào có nhiều tại sao thế? Giúp người cũng cần lý do sao? Cô Kha, trên thế giới này vẫn là người tốt nhiều hơn. Tôi biết trước kia cô, biết trước kia cô không thích tôi lắm. Nhưng tôi có thể thề, tôi không hề có ác ý gì với cô cả. Mau nghe đi.
Cẩn thận anh ta nghi ngờ. Anh đi trước đi, tôi tự có cách. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không bắt máy, xin vui lòng thử lại sau. Chủ tịch, chúng ta đừng tìm chị Kha nữa, một chút phóng viên xuống lại phỏng vấn anh nữa. Phong tiên sinh, phía bên thị trưởng giao cho hai người các anh vậy. Được, đầu tiên phải trông chừng kỹ cho tôi. Báo cáo của hội nghị tôi đã gửi tới hầm thư email. Phong tiên sinh, chị Kha tới rồi. Kết thúc rồi sao? Đúng thế. Phong tiên sinh, tôi đi lái xe đến đây. Đi làm gì đấy? Bên trong có hơi bí, ra ngoài hít thở. Tại sao không nghe điện thoại? Anh gọi điện cho em sao? Điện thoại em đâu rồi? Để trong nhà vệ sinh rồi. A Cương, tới nhà vệ sinh tìm điện thoại của cô Kha một chút. Hôm nay trên sân khấu tôi biểu hiện thế nào? Rất tốt. Rất tốt. Thế tại sao em phải ra ngoài hít thở? Bởi vì ái náy. Ái náy? Ái náy chuyện gì? Cảm thấy bản thân đang nói giáo cho giặc. Phong tiên sinh, tìm thấy rồi. Phong tiên sinh, có thể phỏng vấn anh một chút được không? Phong tiên sinh, tất cả tài liệu hôm nay chỉnh lý một chút có lẽ là đủ rồi. Đủ rồi. Được rồi, mọi người về trước đi. Tôi về tòa soạn một chuyến. Được, tạm biệt, tạm biệt. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Kiều Vũ, xem anh có thể trốn tôi đến khi nào. Dương Vũ Trạch, chuyện gì vậy? Sao lại tránh mình chứ? Bài trò gì thế? Như ăn trộm vậy.
lão gia. Từ sau khi người phụ nữ kha quánh này tới công ty, chủ tịch như người khác vậy. Nghe lời cô ta răm rắp, chỉ cần là chuyện cô này không gật đầu, chủ tịch căn bản là không ký tên. Người phụ nữ này hành sự quái đản, không kiên nể ai. Mới tới công ty có bao lâu đã đem phòng tài vụ của Diên Phân Phương điều tra triệt để. Đúng rồi, còn mang tất cả tài liệu của phòng phát triển tới chỗ mình nữa, xem lại tất cả từ đầu tới cuối hạng mục chúng ta đầu tư gần đây. Cô ta là cái thái gì chứ? Cô ta muốn thì điều cho cô ta hết sao? Chủ tịch ra mặt muốn, người dưới dám nói gì chứ? Bọn Trường Quân cũng hết cách. Đúng rồi lão gia, thật sự là chủ tịch đích thân ra mặt, chúng tôi cũng hết cách. Ngài biết đấy, cuộc họp hội đồng quản trị năm trước làm loạn thế, mọi người cũng đều biết rồi. Chủ tịch cũng không thích tôi. Lão gia, hay là nhờ vào ngài, tôi ở công ty căn bản là không sống nổi. Hồi xưa lúc chủ tịch ở nước ngoài, mọi người có suy nghĩ gì còn không dám thể hiện ra rõ ràng. Bây giờ chủ tịch về rồi, lòng người có chút dao động. Dương Trường Quân này không dùng được nữa. Trước khi A Thanh đi đã bày sẵn đường cho hắn rồi, đến một con rối cũng không khống chế được. Không phải là Dương Trường Quân vô dụng, là quy danh của A Thanh ở công ty quá cao. Người đó trước mắt điên cuồng như thế, không phải đều là mượn danh tiếng còn lại của A Thanh sao? Mọi người nào có thấy hắn mà chỉ thấy A Thanh thôi. A Thanh của tôi. Lão gia, nào, ngồi đi. Người phụ nữ kha quánh này là một mối họa, tuyệt đối không được để cô ta ở bên cạnh Thân Thế Kiệt làm hỏng chuyện. Nhưng người đó bây giờ rất xem trọng cô ta, hai người như hình với bóng, lúc nào cũng ở cùng nhau. Muốn tìm cơ hội ra tay cũng khó. Hơn nữa, thất bại lần trước khiến người đó đã có tâm lý đề phòng, chỗ nào cũng phòng bị, không dễ làm cho lắm. Nó lại dùng A Cương rồi sao? Dân cũng không biết đã cho A Cương uống bùa mê thuốc lú gì, bây giờ cũng không để ý tới tôi nữa. Gửi tin nhắn cũng không trả lời, thậm chí gọi điện cũng không nghe. Thật ra tôi thấy chúng ta có thể đổi lối tư duy khác, không nhất thiết cứ phải dùng thủ đoạn kịch liệt với kha quánh. Giữa đôi cẩu nam nữ này chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, không chịu được một đòn đã kích đâu. Chúng ta chỉ cần khiến hai người này nghi ngờ lẫn nhau, không phải là được rồi sao?